Vâng, xin chào các bác yêu âm thanh trên toàn quốc nhá. Hiện tại em và Mr. Dũng đang trên đường ra Quốc Oai. Hôm nay sáng hôm nay em và Mr. Dũng sẽ đi hai bộ ra Quốc Oai ạ. Bộ đầu tiên là bộ của anh Huy. Anh Huy anh ở thôn Vĩnh Phúc, xã Liễn Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội. Anh Huy anh có lấy cho mình là đôi loa G6000, một con súp T9, một con mic 321 và không thể thiếu đấy là con đẩy liền vang X22 Pro. Và đơn tiếp theo là đơn của anh Dũng. Anh Dũng anh ở thị trấn Quốc Oai. Anh có lấy cho mình đôi loa 938 và một con súp F1800 Pro bản mới nhất bản 2023 đấy ạ. Và một con đẩy liền vang X22 và một con mic 321. Mời các bác cùng đồng hành cùng em và Mr. Dũng. Ta sẽ đi khám phá ngôi nhà của anh Huy và anh Dũng nhé. Vâng, sau một quãng thời gian di chuyển thì anh em kỹ thuật Zika đang có mặt tại nhà anh Huy đây ạ. Anh Huy anh đang dẫn đường trước đây. Ôi, một ngôi nhà quá là đẹp luôn. Ngôi nhà biệt thự ở nhà mái Thái nhá. Rất là đẹp. 1 2 3. Ba tầng tung. Căn nhà ở. Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh âm thanh số của Zika Audio. Vâng, ở đây là Quốc Oai, Hà Nội. Em là Dũng Lê đến từ công ty Zika Audio. Người đồng hành cùng em hôm nay là Mr. Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật của Zika Audio. Vâng, lý do chúng em có mặt ở đây là để bàn giao và lắp đặt cho gia đình anh Huy bộ dàn karaoke đến từ thương hiệu Huy Quốc, một thương hiệu của mình. Vâng, còn bây giờ xin mời quý vị cùng anh em kỹ thuật Zika vào tham quan ngôi nhà của anh Huy cũng như là thưởng thức âm thanh phát ra từ bộ dàn karaoke đến từ thương hiệu Huy Quốc. Vâng, xin mời quý vị. Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh âm thanh của Zika Audio. Và hiện tại anh em kỹ thuật Zika đã set up và cài đặt xong dàn karaoke cho anh Huy, và đây là một dàn karaoke từ thương hiệu Huy Quốc, một thương hiệu rất là nổi tiếng của mình. Vâng, em xin giới thiệu qua với quý vị bộ dàn của anh Huy. Bộ dàn karaoke của anh Huy thì gồm có một cặp loa Huy Quốc, đây là cặp loa G6000, thì chúng ta có 2 6 6 8 8, đây là có 8 loa chung cùng sở hữu 2 8 30 và loa chung, một chạm giấy và một chạm kẹt. Vâng, đương nhiên rồi, không thể thiếu được bộ dàn máy. Vâng, ở đây là cục đẩy liền vang X22 Pro DC. Ở đây là một cái không dây VKF31. Và cái điều đặc biệt em một lần giới thiệu cho quý vị ở đây là anh Huy có chọn cho mình thêm một loa sắt, loa siêu trầm. Và con này thì có những đặc điểm là em sẽ nói rõ quý vị tâm chút. Vâng, đây là loa sắt VKF-T9i, thì quý vị có thể nhìn thấy là một loa mặt có trước mặt 30, và ở dưới này còn có thêm một loa nữa. Thì cái loa này là loa cộng hưởng, quý vị. Thì khi chúng ta chơi, chúng ta ngồi ở góc phòng thì nó đều nghe được cái giải trầm đánh ra từ tất cả các góc phòng. Và con loa này có nhiệm vụ sẽ cộng hưởng loa bên trên, thì cho một giải âm nó mạnh mẽ hơn, sâu hơn và hay hơn, quý vị. Vâng, Mr. Tuấn đang hướng dẫn sử dụng bộ dàn karaoke Huy Quốc cho anh Huy. Dối để bước phong trần tháng
gia đình, gom góp yêu thương quê nhà, giờ hết cho người đi xa. Anh thiên đường anh bước đi, có nào hay đôi mong theo mình bao quanh.